mỗi điều hạnh phúc thành đoàn nhân duyên, giúp cho phiền não sớm yên, trợ mau giải thoát kế liền kiếp sau. Nếu trễ chẳng gặp Phật nào, nhầm kỳ độc giác làm sao cũng thành. Nguyện cầu tam bảo từ hàng độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại ráng tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si sanh, giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh. A ca pha cha phum ma tha đề wa na ga ma hi ti ca bun nhân no anu mô đàn tu chi rằng đắc hàn tu sa năng. Akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu no garu. Akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirang rakkhantu nyatayo. Akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirakkhapanino. Akasattha cha phummattha devanaga mahittika punyang no anumodantu chirakkhantu no sada. Chư thiên ngự trên hư không, địa cầu thượng ngự rõ thông mọi điều. Long vương thần lực có nhiều, đồng sinh hoan hỷ phước điều chúng con. Hộ trì Phật giáo tăng bồi, các bậc thầy tổ an vui lâu dài. Quyên thuộc tranh khỏi nạn tai, chúng sanh được hưởng phước dài bệnh lâu. Chúng con vui thu đạo màu, tu hành tinh tấn ngõ hầu vô sinh. Yang kinh chi ku sa la kam mang kap tap bang kiri yang ma ma ka ye na wa cha ma na sa ti da se su ga tang ka tang ye sat ta san ni no ap ye cha sat ta san ni no ka tam pun nya pha lang mai hang sap de pha gi pha wan tu te. Ye tăng ca tăng suy đi tăng điềm năng phun nha pha lăng ma ya. Ye cha tát tha na cha nan ti đề hoa gan toa ni quê đa dùm sắp đề lô cam hi ye sắp ta chi quan ta ha ra hệ chú ca. Ma nun nhang phô cha năng sắp đề la phan tu ma ma chê ta sa ti. Phước căn con đã tạo thành, do thân khẩu ý tu hành gieo nên, đều là phước báo vững bền, có thể tiếp chúng độ lên thiên đàng. Phương trời đạo lợi thọ nhàn, chúng sanh hữu tưởng nhân gian xa bà, chư thiên phạm thiên cùng là, bậc trời vô tưởng được mà hưởng an. Phước con hồi hướng dân ban, chúng sanh hay biết hoàn toàn lẫm thâu, bằng ai chưa rõ lời cầu, xin cùng thiên chúng đến hầu mắt ngay. Có người làm phước được rầy, lại đem hồi hướng hiện nay khắp cùng. Chúng sanh hoan hỷ lãnh chung, hưởng được phước quý ung dung thanh nhàn. Trong thế giới các hàng, bởi nhờ thọ Phật sanh an mạng trường. Xin thâu phước báo cúng dường, hóa thành thực phẩm mùi hương thỏa lòng. Y đăng vô nha phi năng hô tu su phi ta hôn tu nha ta vô. Nguyện thân nhân quá vãng, thượng hưởng công đức này, được thọ sanh lạc cảnh. Y đăng quá ta nô vùn nhằn à sa quắc kha già quá hằng hồn tú. Do sự phước báo mà chúng con đã trong sạch làm đây, hãy làm mối duyên lành để dứt khỏi những điều ô nhiễm, ngủ ngầm nơi tâm. Y đăng mê vùn nhằn nít bà nát sa tấp cha dồ tú. Mong tất cả chúng ta sẽ đắc được đạo quả giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Giá, Nam mô Sanh Khai Giá. Một lần nữa, con thành kính tri ân Sư Tri Đức đã từ bi quan hỷ thay mặt chư tôn đức tăng truyền trao Tam Quy và Bát Quan Trai Giới đến hàng Phật tử chúng con. Chúng con thành kính tri ân Ngài
công đức và đã quang lâm vào đạo tràng chứng minh cho chúng con được thọ trì quy giới. Kính cảm ơn đạo tràng đã cùng với con đắc bạch và thọ trì quy giới và phát quan cái giới do phước báo mà chúng con đã trong sạch tạo ra. Chúng con thành kính dâng đến tất cả chư thiên, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, cầu mong kiến ngài hoan hỷ tùy hỷ độ giáo pháp Đức Phật Gotama được bền vững lâu dài. Chúng con cũng kính dâng quả phước này đến với chư tôn đức. Con xin chia phước này đến đạo tràng pháp hội, mong phước này trợ duyên cho quý ngài quý vị được an vui tiến hóa trong giáo pháp của Đức Từ Phụ Gotama. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Với phước báo này xin được phát sanh trí tuệ, tu tập tiến đến đạo quả giải thoát, và với phần phước đọc kinh Tam Bảo và thọ trì quy giới và quán quan trai giới, con xin chia phước đến tất cả những bệnh nhân FO ở Việt Nam được tai qua nạn khỏi, sớm hồi phục để trở về cuộc sống bình thường, và cầu mong cả thế giới Việt Nam nói chung và thế giới nói riêng được những nhà lãnh đạo có thể kiểm soát được dịch bệnh để không có bùng nổ dịch bệnh nữa. Dạ. Thời công nghi thức tụng kinh Tam Bảo và thọ trì quy giới tác quan trai giới đã hoàn mãn. Trong quá trình đọc kinh có điều gì sơ sót, con xin sám hối trước Tam Bảo, quý sư và các anh chị trong đạo tràng. Kính xin tất cả hoan hỷ với con. Phần nghi thức đã xong và con kính xin dâng mít đến sư Trí Đức để điều phối chương trình, và con kính thỉnh sư ạ. Sa thủ sĩ Khổng Mai. Hôm nay lễ bái Tam Bảo, thọ trì Tam Quy và bắt quan trai giới rất là hoàn chỉnh. Bù lại ngày hôm qua ha. Ngày hôm qua chạy ra chạy vô không cầm được micro, tức lắm. Hôm nay coi như làm một hơi ha, vô sớm nữa chứ. Rồi sám hối, rồi bắt quan trai, một chương trình rất là dài nhưng mà rất là ổn định. Tuy nhiên trong cái bài tiếng Việt nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ hình như thiếu hai câu sau, hai câu cuối á. Sư Hồng Mai coi lại ha, cuối cái bài nguyện cầu Tam Bảo từ hằng độ còn hai câu kết nữa, không nghe đọc hay là sợ hết giờ. Nhưng mà có hai câu kết đó thì cái bài đó mới có giá trị. Chứ thiếu hai câu cuối á thì nghe nó lửng sao á. Chứ không mai coi lại ha. Rồi rất là hoan hỷ hôm nay Sư Khổng Mai âm thanh rất tốt. Mến chào Sư Kim. Dạ không ha. Dạ không mà chắc thiếu hả? Không, còn hai câu cuối nữa, hai câu cuối để kết thúc cái bài nguyện cầu Tam Bảo từ hàng độ. Hãy nghiên cứu lại đi ha. Rồi hôm nay chúng ta sinh hoạt trong câu Phật ngôn 79. Sợ mất thời gian hả? Và thời gian Sư Ca Hồng Mai chia ra rất là chuẩn. Rồi trước khi bước vào câu Phật ngôn 79, xin phép được tán dương ân đức Tam Bảo. Nam mô Buddhaya, Nam mô Dhammaya, Nam mô Sanghaya. Buddho Mahesi Arahang Tathagato Lokuttamo Sabbagaru Hicche Thakoloka Sasathai Chanadam Mako Vido Vanda Mahantang Narapu Chanayakang. Như Lai giác ngộ pháp màu, ngài bậc trí thức không đâu sánh bằng, thoát ly phiền não trói chân, tối thượng giáo chủ, trí năng vô lượng,
Tử đệ, ngài đã tin tưởng, thông minh dạy bảo, dâng lương thoát trần. Con xin đảnh lễ Phật ân, đáng cho thiên chúng nhân dân cúng dường. Tham mô bá đi bồ yá ta sa sa tu nô lô ca nam man tha sa vi na ca rô cô sáp bần nhu bút tháp bá tí phù tí sanh nhá tô văn đà ma hành tăng ná ra phù. Trên này giác cần pháp bảo với như ánh vàng, như lai soi sáng, vẹt màng, vô minh, phá tan, làm lạc dụng sinh, đầy nhận Phật tổ, quang minh rõ ràng. Con xin đảnh lễ Pháp Quang, đáng cho công chúng nhân gian cúng dừa. Sân khô quý số thù thú kết tác sát xà quá cô sách khà số ca mô quá rá thầm má sách khá cô niên đà bách sân xà đi á nà đá rù quá rù quanh đà má hành tầng đá rá phù. Trái này giác cần tăng bảo tinh văn bậc đà tâm học mong rõ để mà thoát thân. Các ngài thanh tịnh ly trần xa lìa thể pháp phàm nhân ai bị. Con xin đại lễ tăng hy đáng cho công chúng nhớ ghi cúng dường. Rất tình ách tế giá tệ chè nó sẽ khà mê ê thú quá thác năng tác xà bí à nú phà quê nó sẽ hát xà dê nó sẽ chặt tú cầu xin tam bảo uy linh cho con tấn hóa thông minh học hành, mong nhờ Đức Phật uy danh hộ cho con học đắc thành quả cao. Nam mô Bụt Thầy Dạ. Phần tăng dương ân đức tam bảo đã xong. Alo, âm thanh quý vị nghe vừa phải, nghe to hay nghe nhỏ? Xin xác định âm thanh ha. Rõ, tốt. Vừa rồi, rõ. Vừa và rõ. Con nghe vừa. Rồi, xa thủ, xa thủ. Rồi, ở Việt Nam thì giờ này khuya ha. Nếu mà la làng lên vừa hả? Nếu mà la làng lên thì chắc là bà con xung quanh ngủ không được. Thôi như vậy là vừa tốt rồi ha. Rồi bây giờ câu Phật ngôn 79, một câu Phật ngôn rất quan trọng. Nó quan trọng cho người Phật tử. Nếu mà chúng ta niềm tin không vững thì câu Phật ngôn này sẽ làm cho chúng ta vững niềm tin, bởi vì đức tin là hột giống. Sattha Picca, niềm tin là hột giống để chúng ta tạo thiện sự. Rồi, thôi bây giờ học đi nha. Còn thời gian, chúng ta sẽ đi vào nội dung ha. Thammapi tisu khăn xê tí. Thammapi tisu khăn xê tí. Thammapi tisu khăn xê tí. Câu số 2. Vipassane na chê ta sa. Vipassane na chê ta sa. Ba sanh nề na chê ta sa. Bây giờ chúng ta ôn hai câu này. Tham mắc bi tí su khăn xê tí quyết ba sanh nề na chê ta sa. Tham mắc bi tí su khăn xê tí quyết ba sanh nề na chê ta sa. Tham mắc bi tí su khăn xê tí quyết ba sanh nề na chê ta sa. Rồi câu 3, câu 4. Ariyappa về đi tề thầm mê. Ariyappa về đi tề thầm mê. Ariyappa về đi tề thầm mê. Và câu cuối cùng. Sada ramati bandito. Sada ramati bandito. Sada ramati bandito. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại câu 3, câu 4 ha. Ariyappa về đi tề thầm mê. Sada ramati bandito. Ariyappa
pa về đi tề thầm mê sa đà ramati pan đi tô ariyap pa về đi tề thầm mê sa đà ramati pan đi tô. Rồi bây giờ chúng ta ôn lại toàn bài này. Thầm ma pi tí su khăn xê tí vip bá san nê ná chê tát xa á ri yáp bá quê đi tê thầm mê sá đà ra mát tí bành đi tô. Thầm ma pi tí su khăn xê tí vip bá san nê ná chê tát xa á ri yáp bá quê đi tê thầm mê sá đà ra mát tí bành đi tô. Lần nữa ha. Thầm mắc bì tí su khăn xê tí quyết bá sanh nê ná chê tá xa á rí yáp bá quê đi tê thầm mê sá đà ra mát tí bành đi tô. Rồi bây giờ cách đọc thứ hai nè, tương đối dễ hơn ha. Cách đọc thứ nhất là đọc một hơi ha, ai ngắn hơi đứt hơi ráng chịu ha. Rồi các đọc thứ hai tương đối dễ ha. Thầm ma pi tí su khăn xê tí quyết bá sanh nê ná chê tá xa á ri yáp bá quê đi tê thầm mê sá đà ra mát tí bành đi tô. Cái đọc này chúng ta thấy cuối câu số 2 chúng ta dừng lại, và như vậy thì hơi sức của chúng ta dễ tiếp thu hơn ha. Thầm ma pi tí su khăn xê tí quyết bá sanh nê ná chê tá xa a ri yáp bá quê đi tê thầm mê sá đà ra mát tí bành đi tô. Rồi thêm một lần nữa cho dễ nhớ ha. Thầm ma pi tí su khăn xê tí quyết bá sanh nê ná chê tá xa a ri yáp bá quê đi tê thầm mê sá đà ra mát tí bành đi tô. Cách đọc thứ hai này tương đối dễ đọc ha. Về trường âm đoạn âm thì quý vị cảm thấy cũng tương đối, có nghĩa là khi trường âm thì chúng ta kéo dài ra, mà đoạn âm thì chúng ta phải rước nhanh qua ha. Rồi bây giờ đó là giọng kinh ha, còn bây giờ giọng kệ sao? Mặc dầu một câu 8 từ, một câu có 8 từ, nhưng mà cái câu số 3 nó không phải là 8 từ, nó rắc rối chỗ đó. Thì quý vị nè ha, cái gì đó mà ai nấy giữ, có cố quá thì quá cố. Rồi thôi cái chuyện đó, muốn quá cố thì cũng từ từ đi ha. Bây giờ dòng kệ nè, cố ý cố là phải đọc một lần hai câu nghe. Thầm ma pi tí su khăn xê tí quyền ba sanh nê na chê ta sa a ri yáp pa quê đi tê thầm mê sa đa ra ma tì ban đi tô. Lần đầu hơi vấp ha. Thầm ma pi tí su khăn xê tí quyền ba sanh nê na chê ta sa a ri yáp pa quê đi tê thầm mê sa đa ra ma tì ban đi tổ hồn. Lần nữa. Thầm ma bi tí su khăn xê tí quyền ba sanh nê na chê ta sa a ri yáp pa quê đi tê thầm mê sa đa ra ma tì ban đi tổ hồn. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường quan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Rồi xà thủ xà thủ xin mời Xích Meta, Xích Kim, Xích Kim Nhung.
Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ, cảm ơn quý vị trong đạo tràng cho biết tín hiệu đã nghe được âm thanh rõ. Con kính đảnh lễ ba ngôi tam bảo, con kính đảnh lễ ngài Trí Đức cùng chư tôn đức quý bà quý cô tu nữ. Dạ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu pháp cú 79 ạ. Thầm ma bi thi su khăn se ti vip ba san ne na che ta sa ariyap ba we di te thầm me sa da ramati ban di to. Dạ, con xin phân tích câu 1 và câu 2. Thầm trường âm nhấn, ma đoạn âm, bi trường âm thông thường, tí su hai đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, C trường âm thông thường, tí đoạn âm, quyết trường âm nhấn, bá đoạn âm, san trường âm nhấn, nê trường âm thông thường, ná đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, sa trường âm thông thường, thầm ma bi tí su khăn xê tí quyết bá san nê ná chê tá sa. Con phân tích tiếp câu 3 và câu 4. Á rí là hai đoạn âm, dấp trường âm nhấn, bá đoạn âm, quê trường âm thông thường, đí đoạn âm, tê trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, mê trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa trường âm thông thường, rá má tí ba đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường, A-ri-yap-ba-we đi tê thăm mê sa đa ra ma ti ban đi tô. Con đọc lại hết bài. Thăm ma bi ti su khăn se ti vi ba san ne na che ta sa A-ri-yap-ba-we đi tê thăm mê sa đa ra ma ti ban đi tô. Thầm ma bi ti su khăn se ti vip ba san ne na che ta sa a ri yap ba we di te thầm me sa da ra ma ti ban di to. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường quan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Đó là bản dịch hòa thượng Thích Minh Châu. Thầm ma bi tí su khăn xê tí quyệp ba san nê na chê ta sa a ri yap ba quê đi tê thầm mê sa đa ra ma tí bành đi tô. Dạ, con đã đọc xong và xong. Có chỗ nào sai sót thì xin ngài Trí Đức cùng với quý vị trong đạo tràng chỉnh sửa cho. Dạ, con kính mời người kế tiếp. Con xin Trí Đức, các sư, các cô tu nữ và quý vị trong đạo tràng. 1, 2, 3, 4. Có người, bốn người vậy nghe rõ rồi, vậy là được rồi, không có người nào nghe mới mệt. Bữa nay con thấy hơi cái sự á, tốt hơn hồi lần trước cái sự. Lần trước sự, mệt quá, người còn la nha nữa. Cái này chắc khỏe rồi đó. Con thấy hôm nào mà sư khỏe là con vui rồi. Thứ xương lệ nghe, như là máy móc trực chặt. Thấy sâu đời quá. Không biết bữa nay có được học hay là không nữa. Nhưng bữa nay thấy âm thanh nghe rõ nha. Sư nói này kia nha. Rồi sư không có hè hè giọng thằng thằng nha. Vậy tốt rồi. Trời ơi, chúc mừng sư. Con thấy sư ngày nào cũng khỏe. Con mừng lắm đó sư. Đời là vô thường mà đâu biết lúc nào. Thôi con xin trả bài để sư nói. Bà Tám đọc mau đi. Nó nhiều quá hả? Mệt quá. Còn về cúng dường sư là trái cây rồi nước đó sư. Sư tưởng tượng đi sư. Ăn tưởng tượng thì cũng vui lắm sư. Thôi con xin trả bài kinh về đây.
Con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 79. Ngày nào không lên nói một hai câu ngày đó, người ta tưởng nó cầm đó, người ta nó phải nói mà. Con xin tâm ơi, để con đọc. Kinh, con xin trả bài Kinh Pháp Cú số 79. Tham mát thì tí xúc khăn xê tí quýt phá sành nề ná chê tá xà a đi dắp bắp bá đề đi tệ thầm mê xá đà ra mê tí bành đi tồ. Tham mát thì tí xúc khăn xê tí quýt phá sành nề ná chê tá xà a đi dắp phá quê đi tệ thầm mê xá đà ra mê tí bành đi tồ. Ủa cái chữ nó chở làm sao ta? Đọc lại cho mình cách ăn đi. Tham mát thì tí xúc khăn xê tí quýt phá sành nề ná chê tá xà a đi dắp phá quê đi tệ thầm mê xá đà đi bành đi tồ. Phân tích câu 1 và câu 2. Thầm trường âm ngắn, má đoạn âm, đi trường âm thông thường, tí số 2 đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, chê trường âm thông thường, tí đoạn âm. Phân tích câu số 2. Quýt trường âm ngắn, bá đoạn âm, xanh trường âm ngắn, nê trường âm thông thường, ná đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, xa trường âm thông thường. Đọc lại câu 1, câu 2, rồi đọc câu 3, câu 4 và phân tích câu 3, câu 4. Tham mát thì tí xúc khăn xê tí quyết phá sành nề ná chê tá xà a đi dắp bá quyền. Tham mát thì tí xúc khăn xê tí quyết phá sành nề ná chê tá xà a đi dắp ba quê đi tề thầm mề xa đà ra mê ti bành đi tồ. Phần tích cầu số 3. Á ví hai đoạn âm, dấp trường âm ngắn, bá đoạn quê trường âm thông thường, bí đoạn âm, tề trường âm thông thường, thâm trường âm ngắn, mê trường âm thông thường. Câu cúng cùi hay câu cuối cùng. Xá đoạn âm, đa trường âm thông thường, rá má tí ba đoạn âm, banh trường âm ngắn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Đọc lại câu 3, câu 4, rồi đọc lại nguyên bài và ca kệ. A li dắt ba quê đi tề thầm mề xa đà ra ma tí bành đi tồ. Thầm ma tí tí xúc khăn xề tí quýt ba sành nề ná chề ta xà a li dắt ba quê đi tề thầm mê xá đà ra mê tí bành đi tồ. Tại sao cái câu số 3 kỳ ha? Đọc lại lần nữa. Thầm má phì tí xúc khăn xề tí quýt ba sành nề ná chề ta xà á lý dắp ba quê đi tề thầm mê xá đà ra mê tí bành đi tồ. Tầm ma phi tí su khăn xê tì quỳ ba sâm nê ma chê ta xa. A li dắp ba quê đi tề thâm mê xa đà ra ma tí phân đi tô. Tầm ma phi tí su khăn xê tì quýt ba sâm nê ma chê ta xa. A li dắp ba quê đi tề thâm mê xa đà ra ma tí phân đi tô. Pháp hỷ đem an lạc, với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ, với pháp bậc thánh nhân. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu của câu Kinh Pháp Cú số 79. Đây đây con, một vỗ tay, hai vỗ tay, có hai em vỗ tay thôi. Cũng được, đỡ hơn có em nè. Ba em luôn, ba người luôn. Không thấy sư cho gì hết trơn, sư đi uống trà rồi, nghe thương sư khỏe, sư đi uống trà cho khỏe rủi gì à. À, còn có hai sai gì sư sửa cho con sư. Hôm nay con mắt con đeo quá à. Con xin cảm ơn sư, các quý vị đã cho bông hoa cùng vỗ tay vỗ chân. Và bây giờ đi uống nước và đi rửa mặt. Xin nhường lại, hình như kế là cô Hồng Thị Kim Nhung không? Cái máy tụi giờ nó điên lắm, nó không thấy ai giơ tay giơ chân gì hết trơn á. Dạ, alo, alo ạ. Dạ, con kính đảnh lễ ba ngôi Tam Bảo.
Dạ, con kính đảnh lễ sư Trí Đức. Dạ, con được kính đảnh lễ quý sư, quý cô tu nữ. Kính chào các anh chị trong đạo tràng. Con xin đọc câu kệ ngôn. Dạ, cảm ơn đạo tràng cho biết tín hiệu nghe rõ. Dạ, cảm ơn chị Tâm Hạnh post bài. Con xin đọc câu kệ ngôn số 79 ạ. Thamma bi ti su khang se ti vip ba san ne na che ta sa ariyap ba we di te thamme sa da ra ma ti ban di to. Thamma bi ti su khang se ti vip ba san ne na che ta sa ariyap ba we di te thamme sa da ra ma ti ban di to. Pháp hỷ đem em an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con xin phân tích. Thăm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, pi là trường âm thông thường, tí số là hai đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, c là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, whip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, san nhấn nê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Tham ma bi ti su khang se ti vip ba san ne na che ta sa. Á rí là hai đoạn âm, giáp là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, quê là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, t là trường âm thông thường, thăm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rá, má, tí là ba đoạn âm, băn là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ariyat ba quê đi tê thăm mê sa đà ra ma ti ban đi tô. Thăm ma bi ti su khang se ti vip ba san ne na che sa ri yap ba we di te thăm mê sa đà ra ma ti ban đi tô. Con xin kể ạ. Amma bi ti su khang se ti vip ba san ne na che ta sa ariyap ba we di te tham me sa da ra ma ti ban di to. Thamma bi ti su khang se ti vip ba san san ne je ta sam ariyap ba we di te tham me sa dhamma ti ban di to. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết, là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Dạ, con đã đọc kệ và phân tích xong ạ. Dạ, con có sai, con kính thỉnh sư và đạo tràng chỉnh sửa giúp ạ. Con kính tri ân sư. Thân mời Hồng Mai. Dạ, con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, kính đảnh lễ sư Trí Đức, kính lễ quý chư tăng và các cô tu nữ. Kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc kinh Pháp Cú số 79. Cảm ơn chị Tâm Hạnh post bài. Tham má vi tí su kha se tí quyết pát sam nề na chê ta sa a vi yak pa vệ đi tê tham mê sa đà na ma tí pan đi tô. Tham má vi tí su kha se tí quyết pát sam nề na chê ta sa a vi yak pa vệ đi tê tham mê sa đà na ma tí pan đi tô. Dạ, con xin phát tin tức câu 1 và câu 2. Thâm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, pi là trường âm thông thường, tí, xú, hai đoạn âm, khăng là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, tê là trường âm thông thường, tí, đoạn âm, quýp, trường âm nhấn, tá, đoạn âm, san, trường âm nhấn, nê, trường âm thông thường, ná, đoạn âm, chê, trường âm thông thường, tá, đoạn âm, sa, trường âm thông thường. Tham ma pi ti su khang se ti vip pa sa ne na che ta sa
Dạ con xin phân tích câu 3 và câu 4. Á, rí, hai đoạn âm. Dách, trường âm nhấn. Phá, đoạn âm. Quê, trường âm thông thường. Đí, đoạn âm. Tê, trường âm thông thường. Thâm, trường âm nhấn. Mê, trường âm thông thường. Xá, đoạn âm. Đa, trường âm thông thường. Rá, má, tí, ba đoạn âm. Tăng, trường âm nhấn. Đí, đoạn âm. Tô, trường âm thông thường. A ri yap pa we di te tham me sa da ra ma ti pang di to. Dạ con xin đọc lại câu pháp cú số 79. Tham ma pi ti su khang se ti vi pa san me na che ta sa a ri yap pa we di te tham me sa da ra ma ti pang di to. Tham ma pi ti su khang se ti vi pa san me na che ta sa a ri yap pa we di te tham me sa da ra ma ti pang di to. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Đây là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin đọc kệ. Tham ma pi ti su khang se ti vipassane na che ta sa Ariyappa we di te thamme sadarama vipandito Thamma piti sukhang seti vipassane na cetasa Ariyappa we di te thamme sadarama vipandito. Dạ con đã đọc, phân tích và kể xong. Cái gì sai xin sư trí đức và đạo tràng chỉnh sửa dùng. Dạ xin cảm ơn chị Tâm Hạnh đã post bài. Cảm ơn đạo tràng. Dạ con xin xuống mic. Xin mời Hà. Xin mời Hà. Dạ cảm ơn cô Hà. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Thầm Thầy, Nam mô Sàng Thầy. Dạ con kính lĩnh lễ sư trí đức, chị Tùng Đức Tăng. Con kính lễ các cô tu nữ. Kính chào đạo tràng. Con xin trả bài. Tham ma bi ti su khang se ti vi pa san ne na che ta sa ayap ba we di te tham me sa da ra ma ti ban di to. Tham ma bi ti su khang se vi pa san ne na che ta sa Ariyap bề quê đi tề thầm mê sa đà ra ma thi bà bàn đi tô. Phát hỷ đem lại an lạc với tâm tư thanh tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con xin phân tích. Thâm, trường âm nhấn. Má, đoạn âm. Bi, trường âm thông thường. Tí, đoạn âm. Tí xú hai đoạn âm, khăn trường âm đập hay giọng nguyên âm. C trường âm thông thường, tí đoạn âm. Quýt trường âm nhấn. Bá đoạn âm. Son trường âm nhấn. Nê trường âm thông thường. Ná đoạn âm. Chê trường âm thông thường. Tá đoạn âm. Sa trường âm thông thường. Tham ma bì tí xú khăn xê tí quýt tá son nê na chê tá xa. Á đoạn âm, á rí hai đoạn âm, giáp trường âm nhấn, bá đoạn âm, quê trường âm thông thường, bí đoạn âm, tê trường âm thông thường, thâm trường âm nhấn, nê trường âm thông thường, xá đoạn âm, đá, đa trường âm thông thường, rá đoạn, rá má tí, ba đoạn âm, ban trường âm nhấn, bí đoạn âm, tô trường âm thông thường, á rí giáp. Ta quê biết tề thầm mê sa đà ra ma ti bàn đi tô. Thầm ma bi tì su thầm ma bi tì su khăn xê tì vứt ta sàn nê na chê ta sa. A ri yap ta quê biết tề thầm mê sa đà ra ma ti bàn đi tô.
Dhamma piti sukhang se ti vitta san ne na ceta sa ayabba vedite thamme sadarama ti bandito. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết, với các bậc, với pháp bậc thánh thuyết. Bản dịch của hai tầng cấp nhà cho. Dạ con có sai, xin nhà và đạo tràng chỉnh sửa. Dạ con xin trao mic cho vị kế tiếp. Dạ con xin kính đảnh lễ sư Trí Đức, con xin kính chào quý đạo hữu. Con xin đọc và phân tích cách đọc câu pháp cú số 79. Tham ma phi ti su hằng se ti quip ta sanh ne na che ta sa ariya pa we di te tham me sa da ramati thành di to. Con xin phân tích câu 1, câu 2. Tham trường âm nhấn, ma đoạn âm, ti trường âm thông tường, tí su hai đoạn âm, thăng trường âm đọc theo giọng nguyên âm, c trường âm thông thường, tí đoạn âm, quýt trường âm nhấn, tá đoạn âm, xanh trường âm nhấn, nê trường âm thông thường, ná đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, sa trường âm thông thường. Tham ma phi ti su hằng se ti quýt ta sanh nê na chê ta sa. Con xin phân tích câu 3, câu 4. Á, rí, hai đoạn âm, giáp, trường âm nhấn, phá, đoạn âm, quê, trường âm thông thường, đí, đoạn âm, tê, trường âm thông thường, thăm, trường âm nhấn, nê, trường âm thông thường, xá, đoạn âm, đa, trường âm thông thường, rá, má, tí, ba đoạn âm, banh, trường âm nhấn, đí, đoạn âm, tô, trường âm thông thường. Ariyapawe đi tê thăm mê sa đà ramati thành đi tô. Con xin đọc lại nguyên câu pháp cú số 79. Thăm ma phi ti su khang se ti huyết pa sanh nê na chê ta sa. Ariyap tha huệ đi tề thăm mê sa đà ramati thành đi tô. Tham ma phi ti su khang se ti huyết pa sanh nê na chê ta sa. Ariyap tha huệ đi tề thăm mê sa đà ramati thành đi tô. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Đó là bản dịch của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Con có sai, con xin sư sửa cho con và con xin mời vị kế tiếp. Con kính đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con kính đảnh lễ Ngài Trí Thức, con kính đảnh lễ quý sư, quý bà, quý cô tu nữ, con kính chào đạo tràng. Con xin phép được đọc bài tiếp câu pháp cú số 79. Tham ma pi ti su kang se ti huyết pa san ne na che ta sa ariyap pa we ti te tham me sa da la ma ti pan di to. Con xin phân tích câu 1 và 2. Tham ma pi ti su kang se ti huyết pa san ne na che ta sa. Tham trường âm nhấn, má đoạn âm, phi trường âm thông thường, tí suốt hai đoạn âm, khăn trường âm đọc theo giọng nguyên âm, c trường âm thông thường, tí đoạn âm, whip trường âm nhấn, phá đoạn âm, san trường âm nhấn, nê trường âm thông thường, ná đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, sa trường âm thông thường. Tham ma pi tí suốt khăn xê tí whip phá san nê ná chê tá sa. Câu 3 và 4. Ariyapawe di te tham me sa da ramati pandito. Á đoạn âm, rí đoạn âm, giáp trường âm nhẫn, p bá đoạn âm, quê trường âm thông thường, đí đoạn âm, tê trường âm thông thường, thăm trường âm nhẫn, mê trường âm thông thường,
xá đoạn âm đa trường âm thông thường, rá má tí ba đoạn âm, ban trường âm nhấn, đí trường âm bí, đí đoạn âm tô trường âm thông thường. Ariyapave di te thamme sada ramati pandito thamma pi ti su kang se ti vipassane na cetasa. Ariyapave di te thamme sada ramati pandito. Pháp hỷ niệm an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết của hòa thượng Thích Minh Châu. Thamma piti su kang si ti vipassane na cetasa ariyam pave di te thamme sadaramati pandito thamma piti su kang si ti vipassane na cetasa Ariyam pave di te thamme sadaramma di pandito. Dạ thưa con đã đọc xong, con có sai xin ngài và đạo tràng sửa giùm cho con kính tri ân ngài và đạo tràng. Con kính mời vị kế tiếp. Dạ. Con xin cúi đầu đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo. Nam mô Buddha giá, Nam mô Thamma giá, Nam mô Sangha giá. Con kính đảnh lễ Sư Trí Đức. Con kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng trong đại tràng. Con kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Dạ con kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ con kính chào đạo tràng. Dạ con cảm ơn đạo tràng đã cho mình tự biết thanh thanh rõ. Cảm ơn Sư Xuân Nhung, cảm ơn Thiên Vũ. Cảm ơn Sư Thần Mai và cảm ơn cô Phúc Hạnh. Và con xin đọc và phân tích câu pháp cú số 79 hôm nay. Thamma bi ti su khang se ti vipassane na cha na che ta sa ariyappa ve di te thamme sadaramati bandito thamma bi ti su khang se ti vip Pasanne na cetasa ariyappave di te thamme sadaramati bandito. Phân tích câu số 1 và câu số 2. Thamma bi ti sukhang se ti vipassane na cetasa. Dạ, câu số 1, tham là trường âm nhấn, má là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, xứ là đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, c là trường âm thông thường, tí là đoạn âm. Và câu số 2, viết là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, xanh là trường âm nhấn, nê là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Dạ, con phân tích câu số 3 và câu số 4. Ariyapave di te thamme sadaramati bandito. Và câu số 3, ari là hai đoạn âm, yap là trường âm nhấn, ba là đoạn âm, we là trường âm thông thường, bi là đoạn âm, te là trường âm thông thường, tham là trường âm nhấn, me là trường âm thông thường. Và câu số 4, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rá, má, tí là ba đoạn âm, văn là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Là con xin đọc lại. Thamma bi ti su khang se ti vipassane na cetasa ariyappave di te thamme sadaramati bandito. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Đó là bản dịch chữ Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Và con xin kệ câu pháp cú số 79.
Thammabiti sukhang se iti vimbasane na cetasa Ariyabba vedite thamme sadaramati bandito Thammabiti sukhang se iti vimbasane na cetasa Ariyabba vedite thamme sadaramati bandito. Dạ con đã đọc và phân tích xong. Con có sai mong ngài và đạo tràng giúp sư sửa giùm con. Dạ con kính cảm ơn đạo tràng thật nhiều. Bây giờ niệm từ xin mời cô chiếc lá mùa xuân ạ. Nam mô Bích Tha dạ. Dạ con xin đảnh lễ Ba Ngôi Tam Bảo, con xin đảnh lễ sư trí đức, con xin đảnh lễ quý sư và quý cô tu nữ, con xin kính chào toàn thể đạo tràng. Con xin đọc câu kinh pháp cú số 79. Thammabi tisuk tisukhang se tivipassane na cetasa Ariyabba về đi tề thầm mề sa đà ra ma ti bành đi tù thầm má thầm má bì tí xúc khẳng xề tí quýt bá sành nề ná chề tá xà thầm là trường âm nhấn, má là đoạn âm, bì trường âm thông thường, tí xú là hai đoạn âm, khăn là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, C là trường âm thông thường, tí đoạn âm, quýt trường âm nhấn, bá đoạn âm, xanh trường âm nhấn, nê trường âm thông thường, ná đoạn âm, chê trường âm thông thường, tá đoạn âm, sa trường âm thông thường, thầm má bì tí xuân xê tí quýt Pasanne na che tassa Ariyabba we dite thamme sadaramati bandito. Ari là hai đoạn âm, yap trường âm nhấn, ba đoạn âm, we trường âm thông thường, đi đoạn âm, te trường âm thông thường, tham trường âm nhấn, me trường âm thông thường, xá đoạn âm, đa trường âm thông thường, rá, má, tí, ba đoạn âm, banh trường âm nhấn, đí đoạn âm, tô trường âm thông thường. Ariyabba về đi tề thầm mề sa đà ramati banh đi tô. Con xin đọc lại bốn câu. Thầm ma bi tí su khăn xề tí vi bát Tham ma bi ti su khang se ti quýt bas ti quýt bas san ne na che ta sa Ariyabba we di te tham me sa da ramati bandito Tham ma bi ti su khang se ti quýt bas san ne na che ta sa Ariyabba Ba quê đi tề thầm mê sa đà ra ma ti bành đi tù Thầm ma bì tí su khăn xê tí quýt ba sành nề na chê ta xa Ariyabba quê đi tề thầm mê sa đà ra ma ti bành đi tù Dạ con xin đọc lại Thầm ma bì tí su khăn xê tí quýt Ta san ne na che ta sa Ariyabba we di te tham me sadaramati pandito Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết, bản dịch của Hòa thượng Thích Minh Châu. Dạ con đã đọc xong, con xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, Nam Mô Bụt Tha Dạ, Nam Mô Tham Ma Dạ, Nam Mô Sang Kha Dạ.
Dạ con xin đảnh lễ sư Trí Đức, quý sư, quý cô tu nữ, con kính chào toàn thể đạo tràng. Dạ con xin phép được đọc câu pháp cú số 79 ngày hôm nay ạ. Tham ma bi ti su khang se ti vip ba san ne na che ta sa ariyap ba we di te tham me sa da ramati bandito. Tham ma bi ti su khang se ti vip ba san ne na che ta sa ariyap ba we di te tham me sa da ramati bandito. Dạ con xin phân tích câu số 1 và câu số 2. Tham ma bi ti su khang se ti vip pa san ne na che ta sa. Tham là trường âm nhấn, má là đoạn âm, bi là trường âm thông thường, tí, su là hai đoạn âm, khang là trường âm đọc theo giọng nguyên âm, se là trường âm thông thường, tí là đoạn âm, vip là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, san là trường âm nhấn, ne là trường âm thông thường, ná là đoạn âm, chê là trường âm thông thường, tá là đoạn âm, sa là trường âm thông thường. Dạ câu số 3 và câu số 4. Ariyap ba we di te tham me sa da ramati bandito. Á rí là hai đoạn âm, yap là trường âm nhấn, bá là đoạn âm, we là trường âm thông thường, đí là đoạn âm, T là trường âm thông thường, thâm là trường âm nhấn, mê là trường âm thông thường, xá là đoạn âm, đa là trường âm thông thường, rá, má, tí là ba đoạn âm, banh là trường âm nhấn, đí là đoạn âm, tô là trường âm thông thường. Ariyap ba we di te tham me sa da ramati bandito. Dạ con xin đọc lại ạ. Tham ma bi ti su khang se ti vip pa san ne na che ta sa ariyap pa we di te tham me sa da ramati bandito. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường hoan hỷ với pháp bậc thánh thuyết, là bản dịch Việt của Hòa Thượng Thích Minh Châu. Tham ma bi ti su khang se ti vip pa san ne na che ta sa ariyap pa we di te tham me sa da ramati bandito. Tham ma bi ti su khang se ti vip pa san ne na che ta sa ariyap ba we di te tham me sa da ramati bandito. Dạ con đã đọc và kể xong, có sai nhờ sư và đạo tràng chỉnh sửa giùm cho con. Dạ cảm ơn cô Tâm Hạnh post bài. Dạ con xin mời vị kế tiếp ạ. Alo, 123, 123, sinh nhật Quỳnh, đưa tay trễ rồi. Chờ, không thấy đưa tay. Khi mà đưa tay cầm micro thì sinh nhật Quỳnh nhào vô ha. Rồi, không sao, không sao. Rồi, tưởng sinh nhật Quỳnh vắng mặt nha. Anh có mặt thì cũng quá tốt đi. Bây giờ chuẩn bị từ vựng ha. À, bởi vì hôm nay duyên sự hơi dài cho nên quý vị thông cảm ha. Vị nào đưa tay thì đọc, mà không đưa tay thì thôi, nghe duyên sự cũng được. Rồi quý vị có thể thảo luận, còn thời gian thì quý vị thảo luận nha. Bởi vì đây là một câu Phật ngôn có ý nghĩa, mà ý nghĩa đặc biệt, không phải nói câu Phật ngôn nào cũng không có ý nghĩa đâu. Rồi bây giờ xin đọc lại rồi chơi vào tự vấn. Tham ma bi ti su khang se ti vip pa san ne na che ta sa ariyap pa we di te tham me sa da ramati bandito.
tham mắc vì tí su khẩn sề tí huyết bác sành nề ná chề tá xà á ri dắp bá huệ đi tề tham mề sát đà ra ma tiệm đi tồ. Như vậy thì trên cái dòng đọc chúng ta có hai cách đọc ha, về trường âm, đoạn âm. Rồi, bây giờ qua dòng kể thì chúng ta chỉ thấy câu số 3, 9 từ. Còn ba câu kia thì chỉ có 8 từ. 8 từ thì chúng ta đọc 4, chia ra làm 2. Còn 9 từ thì chúng ta chia ra 5 và 4. Thì như vậy chúng ta ổn định cách đọc ha. Rồi bây giờ trên cái dòng kệ ha. Thâm ma bi tí su khăn xê tí nguyệp ba san nê na chê ta sa ariyappa vê đi tê thâm mê san đa ra ma tì văn đi tô. Quý vị thấy chúng ta đọc một lần coi như là hai câu ha, nó lên và xuống thì mới có cái âm giọng gọi là kệ. Còn như Sít Kim á, đọc từng câu một chúng ta nghe nó rời rạc ha. Sít Kim chú ý ha, cố gắng đọc lần hai câu rồi mình ngồi mình nghĩ làm cái gì một lần bốn câu mà có vẻ đứt hơi từng câu một, từng câu một thì như vậy nghe nó hơi coi như hơi chỏi một tí ha. Cố gắng đọc một lần hai câu, hai câu rồi chúng ta nghĩ thoải mái hơn, chứ bây giờ đọc từng câu một mà thấy cái vẻ hơi bị đứt hơi thì cái đó nghe nó không có liên tục. Rồi bây giờ chúng ta đi vào tự vận câu Phật ngôn 79 ha. Thâm mắc bì tí su khăn xề tí, câu đầu tiên chúng ta có ba từ. Thâm mắc phi tí là một, số khăn là hai, xê tí là ba. Rồi bây giờ chúng ta tìm hiểu ha, chữ thâm mắc phi tí ý nghĩa như thế nào. Chữ thâm á cộng với phi tí, thâm á nó là một danh từ nam tính, akranta pumlinga. Thâm á có nghĩa là giáo pháp, có nghĩa là chân lý. Thâm á là giáo pháp, là chân lý. Rồi chữ pi tí, pi tí ở đây nó là một danh từ trung tính, ý gần ta na phung sa ca linh ga. Pi tí có nghĩa là niềm hoan hỷ, sự vui thích. Niềm hoan hỷ, sự vui thích. Và thâm ma pi tí ở đây có nghĩa là người có sự hoan hỷ trong giáo pháp. Người có sự hoan hỷ trong giáo pháp gọi là thâm ma pi tí. Rồi từ số 2, thâm ma pi tí giáo pháp chân lý, niềm hoan hỷ, sự vui thích. Người có sự hoan hỷ trong giáo pháp gọi là thâm ma pi tí. Chữ su khăn, su khăn do từ su khá, su khá là một danh từ trung tính, akran tanapum sakalinga. Su khá là sự hạnh phúc, sự an lạc. Và chữ su kha này được chia theo đối cách số ít đối tỷ giá quy phát tí e cao qua trần a, cho nên su kha biến thành su khăn, một cách an lạc, một cách hạnh phúc. Su khăn, một cách an lạc, một cách hạnh phúc. Rồi cái từ thứ ba, xê tí. Xê tí đây là một cái động từ số ít, có nghĩa là ngủ hay là nằm.
nằm, mà nằm là phải ngủ thôi, vậy là thôi nằm ngủ đi. Xê tị là động từ nằm ngủ, à, ngủ nằm chứ không phải ngủ ngồi ha. À, rồi bây giờ chúng ta qua câu số 2 để hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau ha. Vipassana na che tassa. Vipassana na che tassa. Chữ vipassana na ở đây do cái động từ vipassidati. Vipassidati có nghĩa là trở nên sáng sủa. Và quá khứ của vipassidati có nghĩa là vipassana. Vipassana được chia theo sở dụng cách số ít. Sở dụng cách số ít có nghĩa là tatiya vipatti ekavacana. Cho nên vipassana biến thành vipassanena. Vipassanena là thanh tịnh. Với thanh tịnh mà cái gì là thanh tịnh? Chê ta sa. Chữ chê ta sa. Chê ta sa do cái từ chê ta. À, nó là một danh từ trung tính. Và chữ chê ta sa được sử dụng theo sử dụng cách số ít. Sở dụng cách số ít tức là tatiya vipatti ekavacana. Cetasa có nghĩa là với tâm ý. Với tâm ý. À, vipassana là thanh tịnh ha. Với tâm ý thanh tịnh. Vậy thì hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Tâm mắt bì tí số khăn xề tí quyết bát sanh nề ná chề tá xà. Người có sự quan nghĩ trong giáo pháp thì ngủ được an lạc với tâm ý thanh tịnh. Người có sự quan nghĩ trong giáo pháp thì ngủ được an lạc với tâm ý thanh tịnh. À, đó là ý nghĩa câu thứ nhất và câu số 2. À, kinh lễ Đại Đức Tuệ Đức vừa đến với Pháp Hội. Rồi, câu 1, câu 2 xong chưa? Người có sự hoan hỷ trong giáo pháp thì ngủ được an lạc với tâm ý thanh tịnh. Bởi vì thiếu cái chữ su khăn à. Người có sự quan hỷ trong giáo pháp thì ngủ được an lạc với tâm ý thanh tịnh. Thiếu chữ su khăn à, thì ngủ được an lạc với tâm ý à, xà thủ, xà thủ. Bây giờ chúng ta tiếp tục câu số 3 và câu số 4. Trời ơi, đã vừa chát lên cái này vừa nghe nữa. Vậy mà cũng đem khoe. Công nhận Sĩ Nhật Quỳnh chảnh thiệt. Rồi, câu số 3. Ariyappa về đi tề thầm mề. Ariyappa về đi tề thầm mề. Ở đây cái từ Ariyappa về đi tề chúng ta chia cắt ra à. À, chữ Ariya đây là một tính từ có nghĩa là bậc thánh. Chữ bảo về đi tề ở đây do cái động từ bảo về đề tí. Bảo về đề tí là làm cho biết rõ. Và quá khứ phân từ là bảo về đi ta.
quá khứ phân từ đã được tuyên thuyết, đã được giảng dạy. Thì ở đây nó ráp vô với nhau. Ariyappawedite, đây là một cái dạng quá khứ phân từ nam tính, nhưng mà được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít có nghĩa là satami vipatti ekavacana. Cho nên Ariyappawedite cho chúng ta một ý nghĩa đã được tuyên thuyết bởi các bậc thánh, đã được tuyên thuyết bởi các bậc thánh. Ariyappawedite đã được tuyên thuyết bởi các bậc thánh. Rồi sa thủ rồi cái gì nữa? Tham mê là do cái từ tham má. Tham má là một danh từ nam tính, akaran tapum linga. Và chữ tham má này được chia theo định sở cách số ít. Định sở cách số ít có nghĩa là sát tầm ý vì phá tí e cao quá trình á. Cho nên tham má biến thành tham mê. Tham mê là trong giáo pháp. Trong giáo pháp. Và câu cuối cùng, Sada Ramati Bandito, Sada Ramati Bandito. Câu cuối cùng chúng ta có ba từ, Sada là một, Ramati là hai, Bandito là ba. Chữ Sada là một trạng từ, luôn luôn. Sada là luôn luôn. Rồi, Ramati, đây là một động từ số ít. Ramati là thỏa thích. Thỏa thích, vui mừng. Cái lễ để được pháp trang vừa để được pháp hội. Thỏa thích, vui mừng. Rồi, Bandito. Bandito do cái từ Bandita. Nó là một danh từ nam tính, Akran Tapum Linga. Và Bandita được chia theo chủ từ số ít, Bathama Ekavachana Vipatti. Cho nên Bandita biến thành Bandito, người trí tuệ, bậc thiện trí thức. Và ở đây thì ám chỉ Bandito là chữ Ariya, tức là bậc thánh. Vậy thì câu thứ 3 và câu số 4, Ariyappawedite thamme sada ramati bandito. Ariyappawedite thamme sada ramati bandito. Hai câu này bổ sung ý nghĩa với nhau. Người trí tuệ luôn luôn hứng thú trong giáo pháp, đã được các bậc thánh tuyên thuyết. Người trí tuệ luôn luôn vui thích trong giáo pháp, đã được các bậc thánh tuyên thuyết. Vậy thì câu Phật ngôn 79, tham mappi ti su khang se ti vip basanne na che tassa Ariyappawedite tham me sada ramati bandito. Người có sự hoan hỷ trong giáo pháp thì ngủ được an lạc với tâm ý thanh tịnh. Người trí tuệ luôn luôn hứng thú trong giáo pháp, đã được các bậc thánh tuyên thuyết. Ngài Hòa Thượng Giới Đức đã phổ thơ lục bát thế này: vui thay giáo pháp thâm nhuần, vui thay hỷ lạc thân tâm nhẹ nhàng, trí nhân thỏa thích con đường của đức đại giác,
xiển dương cứu đời. Vui thay giáo pháp thâm nhuần, vui thay hỷ lạc thân tâm nhẹ nhàng, trí nhân thỏa thích con đường của đức đại giác xiển dương cứu đời. Ngài Hòa Thượng Minh Châu với thể thơ ngũ ngôn, pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần định, người trí thường quan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người trí thường quan hỷ với pháp bậc thánh thuyết. Alo. Trong cái phần từ vựng, quý vị thấy có chỗ nào khuyết điểm, alo, hãy bổ sung để chỉnh sửa. Rồi, im ru ha. Anh ru. Như vậy thì trong cái phần tự vấn không có gì sai sót hơn. Bây giờ chúng ta đi vào duyên sự. Duyên sự nó hơi dài cho nên chúng ta kết thúc hơi sớm trong cái phần tụng đọc. Rồi bây giờ duyên sự như thế nào? Là câu Phật ngôn này thấy hơi đặc biệt ha. Khi mà Đức Phật ngài ngự tại chùa Kỳ Viên Chê Ta Quan Á thì ngài đề cập đến một vị đại đức tên là Maha Kapina. Quý vị biết dùm tên của vị này đi, Maha Kapina. Không biết sao đi cho đúng, để rồi khi đọc câu Phật ngôn 79 phải nhớ cái nhân vật này, Maha Kapina. Trời ơi, Kapina làm gì có chữ chữ Pina, đọc Kapina mà đọc mà viết ra Kapina. Đúng rồi, Kapina Sĩ Kim Nhung Huynh Giang Nhật Hà, chính xác. Kapina nha. Rồi, đạo hữu học trò là ai mà cũng giỏi quá trời quá đất ta. Học trò mà giỏi thế này thấy ông thầy bỏ cửa chạy luôn á. Giỏi về vừa chứ giỏi quá, biết đúng chuyện này chúng tôi đọc lặng hoàng. Rồi, dễ bị ăn đòn quá ha. Đúng rồi, Maha Kapina ở đây rõ ràng như vậy mà có như Sít Nhật Quỳnh để chán lên Maha Kapina. Quý vị đừng có bất chước Sít Nhật Quỳnh nha. Nhiều khi Sít Nhật Quỳnh cũng dụ khỉ á, để bà con sai rồi ngồi cười mình ha. Này không được nha Sít Nhật Quỳnh. Cô Nhật Quỳnh đánh lạc hướng, đúng rồi. Trời ơi, Quỳnh Giang Nhật Hà biết hết trơn ha. Đánh lạc hướng để người ta bất chước, người ta viết theo, tưởng là chị Nhật Quỳnh cái gì cũng biết. Nhưng mà chị Kapina rồi, bây giờ chúng ta nghe duyên sự ha. Đây là một cái vị tỳ kheo có cái tên là Maha Kapina. Trong thời quá khứ, đại đức Maha Kapina đã từng cúng dường rồi phát nguyện dưới chân của Đức Phật Padumottara. Alo, Đức Phật Padumottara là Thượng Liên Hoa ha, dịch theo tiếng Việt nhưng mà mệt quá, viết qua lê đi. Padumottara, rồi quý vị viết làm sao cho nó đúng, bởi vì cái gì cũng có nhân có quả. Chúng ta phải nhớ đến vị Phật Padumottara, quý vị viết thử coi có đúng không. Đạo hữu học trò, Padumottara, Padumottara Hồng Thị Kim Nhung. Rồi mới có hai người, mới có hai người, thêm người thứ ba nữa mới quyết định. Có nghĩa là tam nhân đồng hành tất ngã hữu sư, ba người thì mới sáng tỏ vấn đề.
chứ bây giờ mới hai người thì coi như khó mà phân xử ha. Ai người thứ ba? Chị Hồng Mai Ba Đô Mốt Ta Ra, chị Kim Nhung cũng chỉnh sửa lại hả? Đâu có chỉnh sửa gì, cũng giống hệt vậy à. Rồi, chính xác Ba Đô Mốt Ta Ra, đây là một vị dùng cái từ cổ Phật, rất là vị Phật trong quá khứ. Rồi, trong quá khứ thì đã từng quỳ dưới chân của Đức Phật Ba Đô Mốt Ta Ra. Quỳ ở làm gì? Bởi vì trong thời gian đó thì cái vị Đại Đức Maha Kapina này đã tái sanh vào trong một gia tộc mà trưởng đoàn thợ dệt trong một cái khu phố dệt cách thành Varanasi không xa. Rồi có 1000 vị độc giác Phật sau khi ở trên núi Tuyết Sơn đã 8 tháng, rồi các ngài đi vào thành phố để tìm một nơi an cư trong 4 tháng mùa mưa. Các ngài đã dừng chân tại một cái địa điểm cách thành Varanasi không xa, rồi cử 8 vị đi ý kiến quốc vương để xin nhân công để xây cất một cái chỗ ngủ cho các ngài ở tạm coi như 3 tháng mùa mưa. Bây giờ thì nhằm lúc đức vua đang bận tổ chức một cuộc lễ hạ điền gieo mạ, khi nghe quân hầu báo tin có chư Phật độc giác ngự đến thì đức vua lâm triều và phán hỏi cho rõ mục đích của cuộc tiếp xúc này. Bạch chư đại đức, trẫm không thể chuẩn nhận lời xin của các ngài, bởi vì sáng mai trẫm sẽ cử hành cuộc lễ hạ điền kéo dài cả 3 ngày 3 đêm. Phán rồi, đức vua và hoàng cung không mời thỉnh chư Phật độc giác cúng dường Phật thực gì hết. Các ngài đành phải ra khỏi thành và tính thầm: chúng ta sẽ đi đến một cái ngôi làng khác. Và ngay trong lúc đó thì bà vợ của ông trưởng đoàn thợ dệt này cũng đang đi vào trong thành Varanasi vì có một chút công việc. Gặp các vị Phật độc giác, bà định lễ xong, bà hỏi rằng: bạch quý ngài, sao các ngài đến trễ quá vậy? Sau khi nghe rõ đầu đuôi câu chuyện thì cái người nữ nhân này có đầy đủ đức tin và trí tuệ cho nên mới thỉnh cầu. Bạch quý ngài, con xin thỉnh các ngài sáng mai đến thọ bát tại nhà của con. Này cô, chư tăng của chúng tôi đông lắm. Bạch các ngài có tất cả bao nhiêu vị? Cả ngàn vị đó cô ơi. Bạch các ngài, trong làng có 1000 gia tộc, mỗi nhà sẽ lo để bát cho một vị. Các ngài hãy nhận lời thọ bát trước đi, rồi con sẽ lo việc cất cốc liêu chỗ ăn ngủ để cúng dường đến các ngài sau. Các vị Phật độc giác nhận lời. Bà tiên nữ đi vào làng cất tiếng kêu gọi rằng: tôi đã gặp độ 1000 vị Phật độc giác và đã cung thỉnh các ngài, vậy thì quý vị hãy lo sắp đặt chỗ ngồi, nấu sẵn cơm cháo, sau đó dựng lên một cái trang trại ở ngay giữa làng, trải lốt tọa cụ đàng hoàng, bằng qua ngày hôm sau hội tỉnh chư Phật độc giác an tọa, rồi cúng dường vật thực ngon quý. Sau khi các ngài dùng xong bữa, bà tiên nữ dẫn tất cả các nữ nhân vào trong làng cùng đi với mình đến đảnh lễ chư Phật độc giác và thỉnh các ngài chấp nhận ở lại nơi đó để an cư mùa mưa trong 3 tháng. Kể từ đó, bà tiên nữ cũng đi vào làng và cất tiếng kêu gọi: này các người ơi, mỗi nhà hãy đơn cử một người nam đem theo búa rìu vào trong rừng đốn cây làm vật liệu mang về để kiến tạo chỗ ngủ cho các ngài đại đức. Dân chúng làng theo lời của bà tiên nữ, mỗi nhà đưa ra 1 nam nhân hiệp lực cộng tác dựng 1000 cái thảo am
có đủ chỗ hành đạo và nghỉ ngơi. Đến ngày an cư kiết hạ, các chủ nhà của những thảo xá tranh nhau cung thỉnh chư Phật độc giác và hứa hẹn tôi nguyện sẽ hộ độ ngài tử tế đàng hoàng. Nhà nào thỉnh được vị Phật nào thì thảo xá của mình lo hộ độ cho vị đó. Đến khi mãn hạ, mỗi nhà để nhát vị Phật của mình may y và dâng mỗi vị một sắc vải may y đáng giá là 1.000 độc tiền vàng. Sau khi mãn mùa an cư, chư Phật độc giác tụng kinh phúc giúp cho các thí chủ xong thì từ giả ra đi. Còn dân chúng ở trong làng nhờ tạo được phước này, đến khi chết được siêu sanh lên cõi trời đao lợi, mệnh danh là thiên chúng hưởng lộc trời. Cho đến cái thời kỳ của Đức Chánh Biến Tri Kassapa, họ cùng tái sanh vào trong những gia đình trưởng giả trong thành Varanasi. Ông đoàn trưởng thời dệt tái sanh làm con trai của ông đại trưởng giả ở trong thành. Bà vợ của ông lại là một tiểu thư con của một đại trưởng giả khác. Tất cả các bà vợ của các ông thời dệt cũng là những tiểu thư của các nhà trưởng giả. Và khi khôn lớn lên, họ là tái của nhau như thuở trước. Một hôm, dân chúng cùng rủ nhau vào tịnh xá để nghe thuyết pháp. Và khi nghe nói có Đức Bổn Sư thuyết pháp thì tất cả các trưởng giả đồng thanh: chúng ta hãy đi nghe thuyết pháp. Và dẫn luôn cả vợ đi vào tịnh xá. Lúc họ đến giữa cái vườn chùa thì trời đổ mưa. Những ai mà có người quen thuộc là thân quyến của các vị sa di thì chạy vào đục mưa trong cốc của các vị ấy. Còn những ai không có người quen thì không biết chạy đi đâu, đành đứng y ở giữa sân tịnh xá mà chịu trận. Khi ấy thì ông đại trưởng giả mới nói với họ rằng: quý vị hãy nhìn xem cái thảm trạng của chúng ta, là con nhà danh giá mà phải chịu cái cảnh xấu hổ như vậy. Thưa quý vị, bây giờ chúng ta phải tính sao? Chúng ta sẽ dĩ gặp phải cái trạng huống như thế này là do thiếu cái chỗ thân thiện có thể nương nhờ. Vậy chúng ta nên bỏ tiệc ra chung đậu lại mà cất lên một cái ngôi chánh điện. Làm thay xà thủ, xà thủ. Ông đại trưởng giả bỏ ra 1.000 đồng tiền vàng. Kỳ dư, những người khác thì bỏ ra 500 đồng tiền vàng, vân vân. Còn các nữ nhân thì cũng bỏ ra mỗi người 200 hoặc là 100 để huồn vào. Khi mà góp được số tiền lớn, họ khởi công xây cất một cái ngôi chánh điện. Rồi mệnh danh đây là một đại giảng đường Maha Pariwena, gồm cả 1.000 cái nóc để cúng dường đến chư tăng có Đức Bổn Sư là tọa chủ. Công trình kiến thiết đồ sộ quá, phí tổn rất là nhiều, thành ra có tiền góp được khi trước không đủ, họ phải góp thêm hai lần như vậy nữa. Cái ngày khánh thành ngôi đại giảng đường trùng cát này, họ cũng thỉnh Đức Bổn Sư đến chứng minh cho cuộc lễ trai tăng suốt 7 ngày. Và lúc mà sắp kết thúc á, họ là cúng dường y đến 20.000 vị tỳ kheo. Vợ của ông đại trưởng giả cũng chịu đồng hưởng phước như mọi người, mà định sử dụng cái trí tuệ của mình để tạo ra một cái công đức tối thắng hơn. Cô ta suy nghĩ: ta hãy cúng dường đến Đức Bổn Sư. Và nghĩ như vậy, bà lấy một cái đóa hoa Anocha, một cái loại hoa màu vàng, gói trong một cái khăn tròn có màu cũng màu vàng, trị giá là 100.000 đồng tiền vàng. Chờ một khi Đức Bổn Sư sắp tụng kinh phúc chúc thì bà mới dâng cái hoa đó đến Đức Bổn Sư.
rồi đặt trên cái tấm y choàng quý giá dưới chân của Đức Phật và phát nguyện: Bạch Ngài, xin cho con tái sinh trong cảnh giới nào cũng được cái thân thể sáng màu vàng như là cái bông hoa vàng này vậy. Rồi xin cho con được mang tên là Anu Chá, tức là cái tên hoàng kim, Anu Chá. Đức Phật phúc chúc, chúc con được mãn nguyện. Tất cả những gia trưởng trên đó đã sống tùy theo tuổi thọ của mình, và sau khi thân hoại mạng chung đều sanh về thiên giới. Đến thời Đức Phật hiện tại, ông trưởng giả thời trước từ cõi trời tái sanh xuống trong hoàng tộc tại thành Kutawati, và đến cái tuổi trưởng thành thì được tôn vương, ngự hiệu của đức vua là Maha Kapina. Các trưởng giả xưa kia cũng tái sanh vào cõi người trong những gia tộc đại thần, và đại trưởng giả thì tái sanh vào hoàng tộc trong thành Tayala, cái xứ Mạch Đá, và được song thân đặt tên là công chúa Anu Chá, tức là hoàng kim. Vì toàn thân công chúa có ánh sắc vàng giống như cái bông Anu Chá, các bà trưởng giả kia cũng đều sanh vào các gia tộc quyền quý, và đến khi trưởng thành là kết hôn với những công tử con quan ở trong triều của đức vua Maha Kapina. Theo đúng như quan hệ từ trước, còn công chúa Anu Chá thì được hoàng đế Maha Kapina rước về làm hoàng hậu ở trong triều. Tất cả những quý tộc này đều giàu sang ngang hàng với đức vua. Khi nào đức vua vận triều phục, điểm trang rộng lẫy, cởi voi ngự đi du ngoạn, thì họ cũng xuất hành đi theo cùng một lúc, chứ không chịu thua kém gì hết. Đức vua cưỡi ngựa hoặc là ngồi xe thì họ cũng cưỡi ngựa hoặc ngồi xe mà đi giống như đức vua. Họ được vinh hiển đồng đẳng như vậy là do nhờ hưởng quả của những phước lành mà họ đã tạo ra cùng chung với nhau một lượt trong quá khứ. Đức vua Maha Kapina có 5 con tuấn mã tên là Pala, Palawahana, Bupha, Bupawahana, Supata. Đức vua chỉ cưỡi con ngựa Supata, còn 4 con kia thì giao cho những sứ giả của đức vua cưỡi để đi săn tin tức. Mỗi sáng đức vua đãi đằng các vương sứ ăn uống xong rồi mới phán bảo họ rằng: Chư Khanh hãy đi đi, trải qua 2 hoặc 3 giờ tuần để nghe ngóng dò hỏi, khi nào biết rõ có Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng ra đời thì mang cái phúc tín đó về cho quả nhân. 4 vị vương sứ theo 4 cửa thành ra đi với 4 hướng, trải qua 2-3 giờ tuần mà chẳng bắt được cái tin lành nào, cho nên trở về tàu báo tin. Một hôm đức vua cưỡi con tuấn mã Subhata cùng với 1000 quan đại thần hộ giá xuất hành du ngoạn, bỗng thấy 500 người lông dậy sương gió đang đi vào trong thành, thì đức vua mới nghĩ thầm: những người lái buôn này có vẻ mệt mỏi phong trần vì đi đường xa, chẳng sẽ hỏi thăm họ may ra nghe được cái tin lành nào hay không. Đức vua cho đòi đoàn lái buôn đến và phán hỏi: các ngươi từ đâu đến? Tâu đại vương, cách đây độ 120 do tuần có một kinh thành tên là Sawatthi, chúng tôi từ đó đến đây. Ồ, ở trong xứ của các ngươi có tin lành gì phát sanh lên hay không? Tâu đại vương, chẳng có tin lành gì khác ngoài ra cái tin đức chánh biến trì đã giáng thế. Vừa nghe thế đó thì lâm thể tràn đầy 5 thứ vĩ lạc. Đức vua Maha Kapina
không có suy tính được gì hết. Một dập sau mới phán hỏi lại, các anh nói gì? Tâu Đại Vương, Đức Phật đã giáng thế. Lần thứ hai, rồi lần thứ ba, Đức Vua cũng ngơ ngẩn vì quá vui mừng trong chốc lát như thế. Đến lần thứ tư, Đức Vua Maha Kapina lại phán hỏi, các anh nói cái gì? Rồi khi nghe trả lời, Tâu Đại Vương, Đức Phật đã giáng thế. Đức Vua mới phán, này chư khanh, trẫm sẽ ân thưởng cho các khanh 100.000 đồng tiền vàng. Rồi Đức Vua lại hỏi tiếp, về sau còn có tiếng lành nào nữa không? Tâu Đại Vương, Đức Pháp đã giáng thế. Và nghe tiếng này, Đức Vua cũng ngây ngất trong chốc lát, mấy lần như thế. Đến khi nghe cầu Đức Pháp đã giáng thế lần thứ tư, Đức Vua cũng hứa, trẫm sẽ ân thưởng cho các khanh 100.000 đồng tiền vàng. Và hứa xong, Đức Vua lại hỏi, rồi sao nữa? Có tin lành nào hay không? Tâu Đại Vương, Đức Tăng đã giáng thế. Và nghe vậy, Đức Vua cũng ngây ngất vì vui mừng trong chốc lát như ba lần trước. Và lần thứ tư, khi nghe câu Đức Tăng đã giáng thế, Đức Vua cũng tuyên bố sẽ ân thưởng 100 đồng tiền vàng cho đoàn thương buôn. Rồi Đức Vua đưa mắt nhìn 1.000 quan đại thần tùy giá và hỏi rằng, chư hiền khanh, các ngươi sẽ làm gì đây? Tâu bệ hạ, chẳng hay bệ hạ định làm cái gì? Này chư khanh, bây giờ đã biết tin Đức Phật giáng thế, Đức Pháp giáng thế, Đức Tăng giáng thế, quả nhân sẽ không thối chuyển, nhất định sẽ tìm đến Đức Thế Tôn và xin xuất gia với Ngài. Tâu bệ hạ, chúng tôi cũng sẽ xuất gia đi chung với bệ hạ. Đức Vua mới sai quân hầu lấy vàng lá, thảo một tiếng thư cho những người lễ buôn và dặn rằng, các khanh hãy vào triều trao cái thư này đến hoàng hậu Ano Chá. Hoàng hậu sẽ ban thưởng cho các khanh 300.000 đồng tiền vàng. Rồi khi ấy các khanh hãy tâu với hoàng hậu, Đức Vua truyền ngôi và giao phó cái gian sang đế nghiệp này về tay hoàng hậu. Vậy thì hoàng hậu hãy tùy nghi sử dụng. Nếu mà hoàng hậu có hỏi chư khanh hoàng thượng bây giờ ở đâu, thì các khanh nên cho biết rằng Ngài đã tuyên bố trẫm sẽ đi tìm Đức Bổn Sư để xuất gia, và Ngài đã đi rồi. Còn 1.000 quan đại thần cũng thảo thư, mỗi vị đều báo tin cho vợ mình cũng giống như thế, có ý định xuất gia. Sau khi lá buông từ biệt, Đức Vua lập tức lên đường tầm sư học đạo với 1.000 viên đại thần tùy tùng. Khi ấy, vào lúc tinh sương, trong khi mà Đức Bổn Sư quan sát về thế gian, Ngài trông thấy Đức Vua Maha Kapina cùng với đoàn hộ giá. Quán thêm nữa, Ngài biết rõ Đức Vua Maha Kapina khi nghe đoàn lễ buôn báo tin đã có tam bảo giáng thế, thì ban thưởng cho họ 300 đồng tiền vàng, rồi từ bỏ ngai vàng, dẫn theo 1.000 quan đại thần đi tìm Như Lai để xuất gia hành đạo. Ngày mai Đức Vua sẽ đến xuất gia, sẽ đắc quả A La Hán với tuệ phân tích, cùng một lượt với 1.000 quan tùy tùng. Vậy thì Như Lai sẽ đón tiếp để tế độ cho Đức Vua Maha Kapina. Qua hôm sau, cũng như một vị trưởng luân thánh vương ngự đi đón đường một vị thôn trưởng, Đức Thế Tôn Gotama đắp y mang bát một mình vượt qua một quãng đường là 120 do tuần đi về hướng của Đức Vua. Rồi Ngài đến ngự ngồi bên một bờ sông chanh đá phai ga dưới một gốc cây đa và phóng tỏa ra hào quang ngũ lục sắc. Còn Đức Vua Maha Kapina đang đi tìm Đức Phật
đến một con sông, mới hỏi Quán Thế Tùng, con sông này tên là gì? Tâu Đại Vương, đây là sông Arawatcha. Sông này sâu rộng như thế nào? Tâu Bệ Hạ, bề sâu của nó là 1 dặm, bề rộng là 2 dặm. Nơi đây có thuyền bè gì để qua sông không? Tâu Bệ Hạ, không có. Trong lúc mà các vị quan lo tìm kiếm thuyền bè, thì Đức Vua mới khấn thầm rằng: vì chúng tôi nhận thấy sự sanh dẫn đến sự già dẫn đến sự chết, nên báo quan đã một lòng cùng với trẫm ra đi để tìm Tam Bảo. Do nhờ hóa lực của Tam Bảo, xin cho nước của sông này hãy đừng giống như nước. Và sau khi sư tư đến hồng ân của Tam Bảo, Đức Vua bắt đầu tưởng niệm Itipiso Phakawa Arahang Samma Sambuddho Ti. Ngài là Đức Thế Tôn, bậc ứng cúng, chánh biến tri, và chú tâm giữ vững cái đề mục niệm Phật. Đức Vua cùng với đoàn tùy tùng ngồi trên lưng cả ngàn con ngựa, lướt trên mặt nước mà qua sông. Những con tuấn mã vó câu dồn dập như chạy trên mặt đá, đầu móng chân không bị thấm ướt một chút nào hết. Qua khỏi con sông này, Đức Vua Maha Kappina đi trước lại gặp một con sông khác, mới hỏi các quan đại thần: sông này tên là gì? Tâu Bệ Hạ, có tên là Nilawahana. Ồ, nó sâu rộng bao nhiêu? Tâu Bệ Hạ, bề sâu cũng như bề rộng của nó là nửa do tuần. Trong lúc các quan lo tìm kiếm thuyền bè để qua sông, thì Đức Vua cũng khấn nguyện như lần trước. Nhưng mà với con sông này thì Đức Vua lại tưởng niệm đến ân đức của Pháp Khato Phagavata Thammo Ti, Pháp mà Đức Thế Tôn khéo thuyết giảng. À, rồi chú tâm giữ vấn đề một niệm Pháp, Đức Vua phóng ngựa vượt qua dòng sông một cách an toàn. Nhưng mà vượt qua con sông này thì Đức Vua lại gặp một con sông khác nữa, rồi mới hỏi sông này tên là gì? Tâu Bệ Hạ, đó là sông Chanh Đá Phai Giá. Bề sâu và rộng của nó bao nhiêu? Bề sâu và rộng của nó là 1 do tuần. Trong lúc bá quan nhìn tìm kiếm thuyền bè thì Đức Vua cũng khấn nguyện như trước. Nhưng mà với con sông này thì Đức Vua khấn nguyện tưởng niệm ân đức của Tăng Supatipanno Phagavato Sa Vakasankho Ti. Tăng là các bậc thinh văn đệ tử Phật đã tu hành đúng theo chánh pháp, và chú tâm giữ vấn đề một niệm Tăng, Đức Vua đã vượt qua con sông một cách an toàn. Qua sông rồi, Đức Vua Maha Kappina tiếp tục hành trình đi mãi cho đến khi mà trông thấy những cái tia hào quang 6 màu từ kim thân của Đức Bổn Sư phóng ra. Toàn cả cây đa nơi Đức Bổn Sư ngự, những cành lá và rễ phụ đều lóng lánh y như bằng vàng rồng. Đức Vua Maha Kappina nghĩ thầm: trẫm chưa từng thấy cái ánh sáng rực rỡ như thế này. Nó không phải là của mặt trăng, mặt trời hay chư thiên, ma vương, phạm thiên, long vương, kim sĩ điểu, hoặc là của một ai khác. À, trên đường tầm sư học đạo thì đây chính là Đức Phật Gotama. Rồi Đức Vua xuống ngựa, hạ mình nương theo ánh hào quang mà đi đến gần Đức Bổn Sư. Như người trong hồ nước thơm mát mẻ, Đức Vua đến bên trong vùng hào quang của Đức Phật, lệnh lễ ra mắt Đức Bổn Sư, xong rồi ngồi xuống một bên cùng với 1000 cận thần. Đức Phật thuyết về tuần tự pháp Anubhupikatha. Rồi đến cuối thời pháp, Đức Vua Maha Kappina cùng đoàn tùy tùng đều chứng đắc thánh quả Tu Đà Hoàn. Khi ấy tất cả đồng đứng dậy ngỏ lời xin xuất gia.
và Đức Phật Gotama tự vấn: những thiện nam tử có y bác do thần thông lực phát sanh lên hay không? Và khi quan sát thì Ngài thấy rằng những thiện nam tử này đã có cúng dường 1.000 lá y đến 1.000 vị Phật độc giác. Và trong thời kỳ của Đức Chánh Biến Tri Kassapa cũng cúng dường 20 lá y đến 20 tăng chúng. Vậy thì không có gì lạ nếu mà có y bác phát sanh đến cho họ do thần thông lực. Rồi biết rõ như vậy, Đức Phật mới đưa tay phải ra và phán rằng: Ê hi phích khả tha, hãy đến đây chư tỳ kheo, hãy thực hành phạm hạnh để chấm dứt khổ đau. Và khi ấy những vị tỳ kheo mới này có đầy đủ 8 cái món phụ tùng, có hình dáng trang nghiêm như những vị đại đức hàng trăm tuổi hạ, rồi đồng bay bổng lên hư không, đáp xuống đảnh lễ Đức Bổn Sư rồi ngồi yên nơi đó. Nói về các thương khách, khi đến kinh đô và triều Ý Kiến Hoàng hậu báo tin rằng mình có mang lời ủy thác của Đức Vua Maha Kappina, và khi được Hoàng hậu truyền lệnh hãy vào, họ bèn vào triều bái tuấn hô xong đứng nép qua một bên. Khi đó Hoàng hậu Anu Cha phán hỏi: Chư Khanh, đến đây có việc gì? Chúng tôi được lệnh của quốc vương Maha Kappina về tiếp kiến Hoàng hậu để xin Hoàng hậu ban cho chúng tôi 300 đồng tiền vàng. Chư Khanh xin sao mà nhiều quá vậy? Chẳng ai Chư Khanh đã làm được cái điều gì khiến cho Hoàng thượng phát tâm trong sạch đối với các Khanh, cho nên mới ban thưởng Khanh một số tiền to lớn như vậy. Theo Hoàng hậu, chúng tôi chẳng có làm cái điều gì khác là báo một cái tin lành đến Đức Vua mà thôi. Các Khanh báo cái điều lành cho ta nghe được không? Tâu Hoàng hậu: được. Thế thì các Khanh lại nói đi. Tâu Hoàng hậu: Đức Phật đã giáng thế. Và khi nghe tin này, từ lần thứ nhất đến lần thứ ba, cả 3 lần ngọc thể đều tràn đầy phỉ lạc. Hoàng hậu không còn tưởng nghĩ đến điều gì khác nữa. Khi nghe tiếng Đức Phật thô lần thứ tư, Hoàng hậu mới phán hỏi: Chư Khanh, nghe câu này thì Hoàng thượng đã ban thưởng bao nhiêu? Tâu Hoàng hậu: 100.000 đồng tiền vàng. Ồ, Chư Khanh, nghe được cái tiếng lành như thế mà Hoàng thượng giữ ban cho Chư Khanh có 100.000 đồng tiền vàng, như thế thì không xứng đáng. Quả thật, ta sẽ tặng cho các Khanh món quà nhỏ mọn của ta là 300.000 đồng tiền vàng. Chư Khanh còn báo cái tin gì khác cho Hoàng thượng biết nữa không? Các vị thương khách lần lượt tâu cho Hoàng hậu biết 2 cái tin lành nữa. Tâu Hoàng hậu: Đức Pháp đã giáng thế. Tâu Hoàng hậu: Đức Tăng đã giáng thế. Và cũng như lần đầu, long thể của Hoàng hậu biết 2 tin lành ấy, cả 3 lần đều ngẩn ngơ. Nghe đến lần thứ 4, Hoàng hậu tỉnh trí, khiến ban thưởng cho các thương khách 2 lần, mỗi lần là 300.000 đồng tiền vàng. Và thế là các nhà đêm tiên báo tiệp này được lãnh tất cả là 1.200.000 đồng tiền vàng. Sau đó Hoàng hậu phán hỏi các thương khách: Này Chư Khanh, hiện giờ Hoàng thượng đang ở đâu? Tâu Hoàng hậu: Thượng có nói trẫm sẽ đi xuất gia với Đức Phật và Ngài đã lên đường rồi. Thế thì Hoàng thượng có nhắn cái gì cho ta không? Ngài đã dặn tâu lại rằng tất cả các quyền tước của Ngài, vương vị của Ngài, Ngài giao phó cho Hoàng hậu toàn quyền sử dụng. Hoàng hậu hãy thừa hưởng cái vương vị tùy theo sở thích. Này Chư Khanh, còn các quan cận thần thì đi đâu?
Tấu Hoàng Hậu Bá Quang cũng có nói, chúng tôi sẽ xuất gia theo cùng với Đức Vua, và cũng ra đi hết rồi. Hoàng hậu cho triệu tập các mệnh phụ phu nhân của 1000 vị đại thần đến và hỏi: chư tỷ muội, chồng của các chị, các em đã nói chúng ta sẽ đi xuất gia với quốc vương và họ đã ra đi. Vậy thì các chị em tính làm sao đây? Tấu Hoàng hậu, các ông ấy có nhắn gì cho chúng tôi không? Này các chị em, Hoàng thượng cùng các ông đó nghe nói là giao hết sự sản của mình cho chị em của ta và bảo chị em ta cứ tha hồ mà hưởng thụ. Tâu Hoàng hậu, chẳng hay bây giờ Hoàng hậu tính sao? Này các chị em, khi mà Hoàng thượng đang đứng ngoài đường, khi nghe được tin lành này đã xuất ra 300.000 đồng tiền vàng để cúng dường Tam Bảo, rồi từ bỏ gian sang sự nghiệp như thế, giống như một người đã nhổ bỏ nước bọt, Ngài tuyên bố chậm điều xuất gia và đã ra đi rồi. Còn ta khi nghe tin Tam Bảo đã khởi hiện, ta cũng đã cúng dường Tam Bảo đến 900 đồng tiền vàng. Quốc vương đã từ bỏ vương vị, xả phu cầu bần, thì ta cũng nên xả phu cầu bần. Chứ ai lại quỳ xuống dưới đất, hả cái miệng ra để liếm lại những nước bọt của Đức Vua đã nhổ ra. Ta không cần vương vị làm cái gì, ta cũng sẽ đi tìm Đức Bổn Sư và xin xuất gia hành đạo. Tâu Hoàng hậu, chị em chúng tôi cũng sẽ đi xuất gia một lượt với Hoàng hậu. Ồ, nếu như vậy thì quý lắm chị em ơi. Rồi sau khi cho thắng 1000 chiếc xe, Hoàng hậu đích thân ngự lên một chiếc cùng với các mệnh phụ phu nhân khởi hành từ bỏ kinh đô. Dọc đường thì Hoàng hậu thấy con sông thứ nhất cũng phán hỏi như Đức Vua. Khi đã nghe rõ từ sự, Hoàng hậu cũng khiến các phu nhân tìm xem Đức Vua đã đi như về cái ngã nào. Tâu Hoàng hậu, chúng tôi không thể giấu chân của những con tuấn mã đâu hết. Và nghe vậy thì Hoàng hậu đoán rằng có lẽ Hoàng thượng đã phát nguyện đem cả cái tâm chân thành ra để cầu, để nương vào Tam Bảo, cho nên đã đi trót lọt. Vậy thì nay ta cũng tầm cầu về Tam Bảo, nương vào cô ái lực của Tam Bảo, mà nước của dòng sông này không giống như nước thường. Rồi chú tâm niệm ân đức Tam Bảo, Hoàng hậu ra lệnh cho 1000 chiếc xe vượt qua sông. Mặt nước khi ấy đặc cứng như mặt đá bằng, các cái vành bánh xe lăn qua không dính một chút nước nào. Cũng bằng cách đó mà đoàn xe lữ hành vượt qua 2 con sông kia. Đức Bổn Sư biết rằng Hoàng hậu và các phu nhân sắp đến, mới khiến cho những vị tỳ khưu đang ngồi gần bên Ngài biến mất cái hình dạng. Rồi cái đoàn phụ nữ quý tộc đang đi, bỗng thấy những cái tia ánh sáng từ kim thân của Đức Phật phóng ra, cũng có ý nghĩa như Đức Vua Maha Kapina lúc trước mới đến đảnh lễ Ngài rồi đứng nép qua một bên. Bạch Ngài, Đức Vua Maha Kapina đã ra đi để tìm Ngài. Theo chúng con tưởng chắc có lẽ Đức Vua đã đến đây rồi. Vậy nhờ Ngài từ bi chỉ dùng cho chúng con biết hiện giờ Đức Vua đang ở đâu. Này, các ngươi hãy ngồi xuống đây đi, rồi Như Lai sẽ chỉ cho thấy Đức Vua. Tất cả phụ nữ quý tộc đều hài lòng ngồi xuống và thầm nghĩ: theo lời của Ngài nói, chúng tôi ngồi nơi đây thì sẽ được gặp mặt các đấng lang quân. Đức Bổn Sư bắt đầu thuyết về tuần tự pháp. Nghe dứt lời pháp, Hoàng hậu Anô Chát cùng với đoàn mạng phụ phu nhân thấy đều chứng đắc thánh quả tu đầu.
Đức vua Maha Kapina ngồi nghe từ pháp của Đức Bổn Sư thuyết về thuyết để tiếp độ các nữ nhân ấy, thì lại chứng đắc thánh quả A-la-hán cùng với tuệ phân tích. Cùng với 1.000 vị tỳ khưu tùy tùng cũng chứng đạt giống hệt như vậy. Ngay trong sát na đó, Đức Bổn Sư khiến cho các nữ nhân thấy được các vị tỳ khưu đã chứng đắc thánh quả A-la-hán. Lúc này các mẹ phu nhân vừa đến mà gặp mặt ngay chồng của mình, cạo tóc, đắp y, không thể giữ được cái tâm định tĩnh, do đó sẽ không chứng đắc đạo quả gì hết. Bởi thế cho nên Đức Phật mới chờ khi họ đã có một cái tâm kiên cố, rồi mới cho họ thấy được các vị lang quân của mình, mà hiện giờ là các vị thánh vô lậu. Khi mà nhìn thấy các vị thánh tăng này, quý bà liền gieo năm phút xuống đảnh lễ và bạch rằng: bạch quý ngài, lúc này quý ngài đã đạt đến mục đích tối cao của một người xuất gia rồi, phải không? Rồi khi đó quý bà mới đảnh lễ Đức Phật, rồi đứng nép qua một bên nói lời xin xuất gia. Có một số người nói rằng nghe như vậy thì Phật đạo sư nghĩ đến nàng Upanawanna, và nàng đã biết được tư tưởng của Đức Thế Tôn nên hiền đến lúc đó. Đức Phật phán bảo Upanawanna cho 1.000 nữ nhân này xuất gia, rồi đưa các vị tỳ khưu ấy về ni viện bằng thần thông. Đức Phật mới bảo các tín nữ ấy rằng: các con hãy đến thành Sawatthi, vào chùa của các vị sư nữ mà tu tập. Các vị tín nữ đó đã ra đi và trải qua một quãng đường xa 120 giờ tuần mới đến được thành Sawatthi. Dọc đường họ gặp đại chúng đón mừng, cúng dường lễ vật rất là vinh quang. Sau khi đến ni viện xuất gia tỳ kheo ni, đoàn phụ nữ ấy về sau chứng đắc thánh quả A-la-hán cả thảy. Đức Phật cũng dẫn 1.000 vị tỳ khưu bay trở về chùa Kỳ Viên. Và tương truyền rằng đại đức Maha Kapina hằng lui tới ở các nơi hàng hiên hoặc là nghỉ ngơi và cao hứng thốt lên: ôi sung sướng thay, ôi sung sướng thay. Các vị tỳ khưu mới bạch với Đức Phật: bạch ngài, ngài Maha Kapina hằng đi tới đi lui và cao hứng thốt lên cái câu ôi sung sướng thay, ôi sung sướng thay. Có lẽ cái vị này muốn nhắc lại cái thời sung sướng vương giả của chính mình trong quá khứ. Đức Phật cho gọi tỳ khưu Maha Kapina đến và phán hỏi: này Maha Kapina, nghe nói rằng ông hồi tưởng đến cái thời sung sướng vương giả, tội hưởng ngũ trần nên thốt lên những lời cao hứng, có phải không? Bạch Đức Thế Tôn, ngài vẫn biết con có hay không, hay là không có thốt lên những lời cao hứng vì hồi tưởng đến dục lạc của ngũ trần rồi. Đức Phật xác nhận rằng: này các vị kheo, con trai của Như Lai không vì ngũ trần dục lạc, sự sung sướng vương giả mà thốt lên những lời cao hứng đâu. Pháp hỷ đã phát sanh đến con trai của Như Lai, và con trai của Như Lai đã nếm được cái hương vị bất tử, cho nên mới thốt lên những lời cảm hứng như thế. Và Đức Phật đã nói lên câu Phật ngôn 79 này. Xin lặp lại ha, câu Phật ngôn 79, Đức Phật ám chỉ vị tỳ khưu Maha Kapina khi mà thốt lên những cái câu ôi sung sướng thay, ôi sung sướng thay. Thammapi tisukhangse ti vipassane nacce tassa ariyappawe dite thamme sada ramati bandito. Pháp hỷ đem an lạc với tâm tư thuần tịnh, người chỉ thường quan hỷ với pháp bậc thánh.
thánh thuyết. Khi mà Đức Phật thuyết lên Phật ngôn này thì có rất nhiều vị tỳ khưu chứng đắc thánh quả, như là đạo quả Tu Đà Hoa. Trong duyên sự này chúng ta thấy rằng ai bằng đại đức Cappina, ngàn dặm xuyên sơn kiếm Phật Đà, từ ngôi nguyện sống đời tu sĩ, bỏ vợ hầu nương hạnh xuất gia, giữa chốn thanh bần vui biết mấy, nghe tin chánh pháp sướng thay là, của tiền danh vọng cần chi nữa, một quả vô sanh quá đủ mà. Rồi câu Phật ngôn 79 duyên sự chúng tôi cũng đã trình bày xong. Và bây giờ thời gian là bao lâu đây? Để coi còn thời gian để cho quý vị thảo luận hay không. Alo, alo, còn nghe không? Còn 6 phút nữa. 6 phút nữa, quý vị có ý kiến sao? Chỉ nghe Đức Phật xuất hiện, chỉ nghe giáo pháp xuất hiện, chỉ nghe tăng bảo xuất hiện là tự nhiên xỉu. Quý vị thấy sao? Nghe tam bảo xuất hiện, nghe lần thứ nhất xỉu, lần thứ hai ngơ ngáo, lần thứ ba ngẩn ngơ, lần thứ tư khi đó mới biết rằng đó là sự thật. Mà ông vua kẹo hả? Ngàn đồng tiền vàng. Bà vợ xịn hơn ha, 300.000 đồng tiền vàng, giữ chưa? Người đàn bà thấy rộng rãi ha. Mà người đàn ông, Đức vua Cappina, Maha Cappina sao kẹo ha, cho cái muốn, nghĩa là cho cái đoàn thương buôn đó chỉ có một trăm đồng tiền vàng chứ. Trong khi là vợ, người vợ nghe là 300 đồng tiền vàng. Còn bây giờ thì khi nghe Phật, nghe Pháp, nghe Tăng thì chúng ta nhiều khi cái tâm tư của chúng ta không có được tịnh tín như Đức vua Maha Cappina và Hoàng hậu Anuccha. Mà nhiều khi mà chúng ta còn hủy bán nữa, khổ vậy. Quý vị biết bây giờ người ta hủy bán là cái thời kỳ mà giáo pháp nó giảm thiểu, tức là cái ác pháp nó tăng trưởng mà thiện pháp nó thối giảm. Chính vì thối giảm cho nên họ có cái tư tưởng coi thường Phật, coi thường Pháp, coi thường Tăng. Họ coi thường như thế nào? Cái quan niệm bây giờ chúng ta cũng thấy rõ ha. Ví dụ Phật mà cũng có Phật giàu nghèo, hễ chùa giàu thì bá tánh theo, chùa to Phật lớn thầy đại đức, ăn nghèo cốc nhỏ đạo leo nheo, tiền nằm trên Phật tiền quanh liệt, Phật dùng tiền Phật chết queo, tưởng đến Phật giàu thương Phật khó, Phật mà cũng có Phật giàu nghèo. Thì như vậy cái tư tưởng bây giờ người ta nghĩ như vậy, hoặc là ông Phật mà theo trong cái nhà Phật chúng ta nói lên cái từ mà coi như giác ngộ, tức là họ là nghĩ một cách khác, thấy ngộ ngộ là giác, và bất kể gần chùa gọi Phật bằng ánh, thấy Phật hiền lành cõng Phật đi chơi, tức là vào trong chùa thấy cái tượng Phật nào có giá, nhất là những cái tượng Phật bằng đồng hoặc là những cái tượng Phật mà quý hơn đồng đó, thì cõng Phật đi chơi, tức là ra chợ trời chúng ta cũng gặp những vị Phật ngồi ngồi đó, trong những cái tiệm cầm đồ vân vân. Mà thời kỳ của Đức Phật cái niềm tin rất là tuyệt vời. Đức vua Maha Cappina nghe Đức Phật xuất hiện, nghe giáo pháp xuất hiện, nghe chư tăng xuất hiện là tự nhiên là choáng
lắng xỉu. Còn bây giờ thì chúng ta thấy là sáng mắt, ồ đây tượng Phật bằng đồng, đây tượng Phật bằng vàng, đây tượng Phật bằng ngọc, là chúng ta sáng nguồn mắt do cái tâm tham. À, cái chuyện đó quý vị thấy có trong cuộc sống của chúng ta hay không? Rồi xin mời ý kiến của quý vị. Alo, còn mấy phút nữa. Rồi Sa Thủ Sĩ Nhật Quỳnh. Dạ còn có 2 phút là mà ngài alo hoài nên con đỡ mic cho ngài để dùng tắt nước, con nghe ngài khang cổ rồi. Dạ cảm ơn đạo tràng cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Sa thủ lành thay, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Tri Đức đã từ bi giảng từ vựng cũng như duyên sự câu pháp của kinh số 79 và nhiều cái chuyện hy hữu. Nếu mình không có niềm tin nơi Đức Phật, giáo pháp và chư hiện thánh tăng thì mình sẽ không tin. Nhưng mà đó là nghiệp mỗi người. Còn chỉ thay mặt đạo tràng kính tri ân ngài, đỡ mít cho ngài một chút thôi. Nam mô Bụt Tha giá, con thành kính đảnh lễ ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng. Con thành kính đảnh lễ ngài Tri Đức, đại đức Pháp Trang, đại đức Tự Đức cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà, quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính lễ cô tu nữ Phúc Hạnh. Dạ, Nhật Quỳnh kính chào quý anh chị em đạo hữu. Dạ, con xin có ý kiến một chút về vấn đề mà thấy Phật hiền lành cổng Phật đi chơi. Con nhớ tại mùa dân y tới thì con nhớ nhiều cái chuyện mà mình đi dự lễ dân y ở các chùa. Thì con nghe ngài kể câu chuyện này thì con nhớ một lần con đi về lễ dân y ở chùa Siêu Lý Vĩnh Long. Thì Phật tử người ta làm nhiều cái cây như ý rất là đẹp và rất là nhiều tiền. tiền to luôn. Thì khi mà quý sư với Phật tử mà đi đậu cơm thì những cái cây tiền này nè, con không nhớ là mấy cây nữa, nhưng mà con thấy cũng 3-4 cây gì á, mà chân dài dài ở trên chánh điện, trên chỗ hai bên là cái kệ thờ Phật. Thì tại lúc tâm quá con không có lại Phật được, nên khi vắng thì con lại lại Phật. Dạ, người ta đi ăn thì con đi lại Phật. Thì khi con đi lại Phật, con vừa ngóc cái đầu lên, ồ con nhìn thấy con người lại hái lọc hái lửa để tờ 500 hái. Chứ con nằm bộ con nói trời ơi tiền nó đẹp lắm á cô ơi, cô đừng có đụng vô nghe, cô đụng vô nó phỏng tay luôn đó, quán hồn của chạy mất tiêu. Dạ thì lúc đó con thấy cô đi rồi, con mới chạy xuống dưới cái phòng của mấy cô tu nữ, con báo là lên đất cất liền mấy cái cây ý đi, chứ nếu không là bị mà chút xíu nữa thôi là không còn. Dạ thì đó, vì người ta không có cái niềm tin với tâm bảo, người ta mới dám làm những cái điều như vậy. Còn nếu mình có cái niềm tin với tâm bảo, mình tin vào nhân và quả thì không bao giờ dám đụng tới, chứ đừng nói mà lựa tiền lớn để mà lấy. Dạ con thấy hết dư giờ, hết 2 phút rồi, con kính nhân mít đến ngài. Dạ con nghĩ ngài đã nghỉ dùng nước rồi, con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bụt Tha. Dạ sa thủ Sĩ Nhật Quỳnh. Trường hợp đó thì cũng giống như khi mà qua 3 cái dòng sông kia, mình không có niềm tin nơi tam bảo thì chìm xuống dưới sông thôi. Khi có niềm tin thì niệm về ân Đức Phật, ân Đức Pháp, ân Đức Tăng thì chúng ta đi qua những cái dòng sông đó một cách thoải mái, giống như Đức Vua Maha Kappina, giống như Hoàng hậu Ano Cha. Thì ai làm lấy chịu, ai làm lấy chịu. Mà ở đây ám chỉ về cái niềm tin ha, về cái niềm tin bất thối, và đã có được một cái bài học cho chúng ta. Khi chúng ta mà lo sợ thì không làm được cái gì hết. Hãy lạc quan, hãy yêu đời,
hãy tin tưởng vào tam bảo thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Mục đích của bài học này là sống trong cuộc sống, chúng ta phải có niềm tin nơi chính mình. Và khi chúng ta có niềm tin nơi chính mình thì ba cái dịch bệnh bên ngoài gạt qua một bên đi, hãy sống lạc quan và có niềm tin nơi tam bảo thì chúng ta sẽ vượt qua tất cả. Thời gian sinh hoạt của chúng ta đã kết thúc. Với phước lành, chúng ta học hỏi những lời dạy của Đức Phật để áp dụng cho cuộc sống chúng ta được sự an vui tiến hóa. Xin chư thiên quan hỷ công đức chúng tôi làm để tự thành phúc quả hộ trì chúng sanh. Những người tu bố thí và tâm thiền xin qua lực vô biên, chư toàn giác, độc giác và thinh văn tín chúng hộ trì đến tăng ni và thiền nam tín nữ gồm Phật giáo Nam truyền được an lành tịnh lạc. Ê tê nà sa chà quá chê nà sô tì vô hô tù sà bà đà. Do lời chân thật này, kính nhân quả phước lên chư tôn thiền đức tăng ni và đạo tràng pháp hội thiền hữu trí thức luôn được an lành trong ánh hào quang của chư Phật. Nam mô Bụt Thầy. Mời sĩ Công Nhật kết thúc buổi sinh hoạt của đạo tràng ạ.